Chào các bạn nha. Chúng ta lại gặp nhau trong clip chia sẻ kiến thức về điện tử điện lạnh. Trong clip này mình chia sẻ tới các bạn về sửa một cái quạt. Quạt này, cái quạt là điều khiển từ xa, quạt là hơi, quạt điều hòa. Quạt điều hòa. Thì triệu chứng của cái quạt này như sau. Là khi bấm nút mở nguồn và chúng ta bấm số thì chỉ có số cao này là chạy, cái số cao này chạy, còn số thấp và số trung bình thì quạt không chạy. Và đây là cái bo mạch của bo mạch công suất của quạt mình đã tháo ra. Và đây bên đằng sau này là đây bo hiển thị, hay nói cách khác là bo điều khiển, hay cái phím điều khiển. Phím điều khiển này sẽ giao tiếp với lại cái bo chính này thông qua cái sợi dây này. Đây chính là cái sợi dây này. Thì khi tôi tháo ra, tháo cái bo này ra, thì tôi phát hiện rằng ở phía đằng sau này nó có một con thạch sùng hay con rán nó chui vào và nó đã bị nổ mạch như thế này. Thì nổ mạch như thế này, nó đã nổ một con chiếc điều khiển số trung bình đây, và nó nổ mất con điện trở đây là điều khiển con chiếc số thấp. Vậy chúng ta bây giờ sửa thì chúng ta phải biết cái nguyên lý hoạt động của quạt này. Đây là bo, thì chúng ta phải biết nguyên lý. Thứ nhất là chiếc thì có 3 chân. Đây, con chiếc này. Thì chúng ta phải xác định xem là nó có 3 chân này. 1 này, 2 này, 3 này. Thì chân 1, chân 2 chân phía trên là T1, T2. Và cái chân này này, nội đấu với con trở. Đây, đây, con trở tôi zoom để các bạn xem. Đây, con trở này, con trở bị cháy đây. Nó bị chập đã cháy. Con trở này là nó đấu với IC điều khiển, và IC điều khiển sẽ kích cái chân G để mở quạt. Khi IC điều khiển kích xung vào điện trở này thì sẽ kích vào chân G, chiếc này sẽ mở hoàn toàn để điều khiển vào các cuộn dây số của động cơ quạt. Vậy đối với mạch này chúng ta sẽ phải làm sạch đi, và chúng ta sẽ thay con chiếc bị nổ đây. Đây, con chiếc ở giữa đã bị nổ. Đây, con chiếc ở giữa đây đã bị nổ thì chúng ta sẽ thay. Còn hai con chiếc này không bị nổ thì chúng ta sẽ kiểm tra, lát nữa chúng ta sẽ kiểm tra xem còn sống hay đã chết. Và chúng ta sẽ thay các con điện trở này. Điện trở kích của chân G này nó có trị số là 330 ohm. Thì chúng ta sẽ lấy cái con điện trở dán có trị số 330 ohm, chúng ta hàn vào đây. Và con điện trở kích của cái chân bơm đây là có trị số 680 ohm, thì chúng ta cũng đấu vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm sạch cái mạch này. Nó có cái con nó đưa vào đấy rồi xong rồi mình có thể lên cái cốc cổ của mình, mình sẽ làm gì nó thì có nó hơn con giá trị cũng nhau.
chúng ta khi làm sạch cái này đi thì chúng ta hàn cũng dễ, nó sẽ sạch các cái bẩn, thì chấm quay hàn vào nó sẽ chảy ngay. Và bây giờ chúng ta sẽ tháo cái con chiếc hỏng này ra. Chúng ta xem cái mạch nó bị bôi cái gì ấy? Đâu? À, cái áo của ông. Cái áo của ông. Cái mạch nó bị vỡ này, chúng ta phải nối lại nhá. Đây là tôi đã thay con chiếc. Con chiếc có công suất to hơn. Đây là con chiếc nổ của nó này. Đây, chiếc của nó đã bị nổ chân đây. Bây giờ thay con này. Tôi thay con chiếc có công suất to hơn. Bây giờ chúng ta sẽ hàn chân T1 vào đây, chân T2 vào cấp dòng nguồn và chân G của nó đây. Và chúng ta sẽ thay thế các cái điện trở bị cháy này. Đây các điện trở kích chân G và điện trở này kích vào chân C. Chân T1 của chiếc chân C của bóng này để cấp điện cho bơm. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Đây, sau khi mình đã xử lý lại thì thứ nhất nó nổ mạch chỗ này. Nổ mạch chỗ này thì chúng ta sẽ câu cái chân của con chiếc cắm vào chỗ này, chúng ta làm sạch đi. Và đây là chân T1 thì chúng ta sẽ câu cái phần nguồn nó bị nổ này và chúng ta sẽ đo xem nó có thông mạch từ đây sang nguồn bên này hay không. Và không được chạm chập vào các cái con trở tín hiệu này nhé. Chúng ta phải đo để mà nó không chạm chập. Thì mạch này tôi đã làm xong, bây giờ là cắm là chạy ok. Đây, và sau khi cái mạch đã hoàn thiện như thế này thì chúng ta sẽ kiểm tra. Đây là cái mạch hiển thị thì chúng ta sẽ kiểm tra cắm rắc mạch hiển thị vào. Cấp nguồn thì các bạn chú ý là sẽ chân nguồn thì đây là chúng ta phải xác định được chân nguồn nhé, ACN và ACN. Khi đó các chân này sẽ cấp ra phụ tải. Đây.
chúng ta sẽ thử bằng bóng. Và đây là chúng ta sẽ thử bằng bóng này xem máy có cấp nguồn không. Bây giờ chúng ta sẽ cắm điện, máy đã lên nguồn. Bây giờ chúng ta bật nguồn này. Đấy. Và chúng ta bật số. Đây. Thì một chân vào chân chung này. Và chúng ta sẽ thử vào đây. Đấy, bóng đã sáng. Đây là số trung bình này. Và đây là số cao này. Bóng sáng. Chúng ta thử đây là thử cánh đảo gió đã sáng. Và chúng ta thử bơm. Bơm đây là chúng ta không cắm sensor. Đây, sensor chỗ giác cắm bên này, chúng ta không cắm thì máy sẽ báo lỗi. Đây là sensor cắm nước. Tôi quên mất không lấy sensor vậy. Mạch này của chúng ta đã làm xong. Và khi chúng ta cắm con sensor cảm biến mực nước thì nó cắm vào đây, thì chúng ta sẽ thử được cái phần bơm cooling này. Vậy là chúng ta đã sửa xong cái bo mạch này. Bo mạch rất đơn giản, nhưng khi chúng ta mà không biết nguyên lý thì chúng ta sẽ không biết thế nào mà sửa, thì bắt buộc phải thay bo này. Mà thay bo này khi không có thì chúng ta lại phải lấy bo của hãng khác chúng ta độ sang. Rồi, clip của tôi xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy bổ ích thì hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ kênh để cho các anh em cùng nghề có thêm kiến thức. Thank you.